Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Huyền và món ăn gia đình Việt Nam. Hôm nay Huyền có làm bánh cuốn cùng bánh út lòng gà. Mọi người hãy cùng ăn chung với Huyền nha. Hôm nay cũng là những ngày đầu tuần, Huyền xin kính chúc quý cô chú anh chị một ngày đầu tuần vui vẻ và nhiều hạnh phúc bên gia đình. Huyền đói bụng quá mọi người. Hôm nay Huyền đã bắt đầu đi chạy lại nha mọi người. Có thể là Huyền đi chạy giờ này Huyền mới về luôn. Huyền thấy người ta bán cái trứng gà này ngon quá, thế là Huyền ghé vô Huyền mua về. Huyền quay cho cô chú anh chị cùng coi luôn. Đầu tiên Huyền sẽ cho bánh ướt cùng với lại giá và dưa leo cùng với lòng gà mình cho vô. Nay Huyền có mua được cả dầu trường nữa nè mọi người, ăn đã lắm. Sẽ chấm cái trứng này Huyền ăn trước nha mọi người. Dạ, rồi mời cô chú anh chị quán trứng với Huyền nha. Nó ngon. Nó béo ngậy à mọi người. Để cho trứng vô. Và sau đó Huyền cho nước mắm nè. Rồi mời cô chú anh chị quán bánh ướt với Huyền nha. Công thức nước chấm này á, thì Huyền đã chia sẻ nhiều lần rồi. Đây là cô chú anh chị hả muốn coi á, mọi người coi lại video cũ giúp Huyền nha. Bánh ướt thì mềm mềm, ăn chung với lại nước chấm đậm đà ngon lắm mọi người. Bất cứ cái món khô á nào cũng vậy, muốn làm lên một món ăn ngon hay không á là quan trọng ở nước chấm đó mọi người. Nó đã, gan thì béo béo, trên nó là Đà Lạt á, món này nổi tiếng lắm mọi người. Hôm nay Huyền đưa Đà Lạt về ngay giữa lòng thành phố Sài Gòn luôn. Ngoài quán á, Huyền ta bán tầm là 40-50 ngàn. Hôm nay Huyền mua về mình ăn cho đã mà. Mình mua về thì tuy là nó mắc hơn xíu mà mình ăn được nhiều bữa, tính ra là nó cũng rẻ. Trứng gà nóng nó có giá là 130 một ký, cùng với hả các vật liệu linh tinh này nữa. Thì mua vô chắc bị chi là khoảng cỡ là 170-180 gì đó. Rồi bánh quấn làm một lâu lâu mình làm mâm ăn chó đã mọi người. Bánh ướt thì nóng mềm cùng với lại hẳn dưa leo và giá giòn giòn chung với lại lòng gà nữa. Ở trên Đà Lạt á thì người ta mùa lạnh, bởi vì người ta làm cái này nóng ăn nó hở nó ngon quá. Với lại trên Đà Lạt á mọi người, ở hả gà ở trên nó hả nhiều lắm, bởi người ta làm nó hả những món như vậy ăn nó phê. Ăn với gà mình ăn thêm với rau sống nữa, trời ơi nó béo, nó hòa quyện giống như cũng cùng với hương vị hẳn của rau, nó giòn giòn ăn nó phê gì đâu á. Rồi em muốn ăn. Hôm nay Huyền dự định á là Huyền quay hẳn cái cách làm bánh cuốn của Huyền cho mọi người coi, nhưng mà cái video của Huyền bị hư mất tiêu rồi mọi người, để thành ra Huyền bị mất hết cả một video luôn. Huyền chỉ có thể hả làm cho mọi người coi video này thôi. Nó đã, ăn nó béo, cùng rau nó giòn nữa. Theo Huyền ăn tới bánh quấn nha mọi người. Rồi bánh quấn vô. Tiếp theo đó Huyền cho lòng gà cùng dồi dồi gà vô. Dạ rồi mình cho nước mắm và rau dưa vô nha.
rồi trộn lên, rồi ăn gì nó mới đã là mọi người, ăn gì là nó phê pha luôn đó. Chấm vô. Ở Đà Lạt á thì có bánh ướt lòng gà, ở Bình Dương thì có bánh cuốn lòng gà nha mọi người. Ăn nó bị rau nó hơi cay cay giòn giòn cùng với lại lòng gà nó béo béo ăn phê lắm mọi người. Thì mà ăn hết hẩm thấy một mâm này là phải no tới sáng luôn. Trứng béo. Ở ngoài Bắc á thì cái hả có bánh cuốn chả, còn ở Bình Dương huyện á thì có bánh cuốn lòng gà nha mọi người. Ăn cái miếng dồi chuồng này nha. Huyền á hả đi ăn cháo bình thường á là Huyền hay kêu dồi chuồng này thêm lắm nè. Không có ngon. Dồi chuồng này nè, mọi người mua về á, mọi người rửa sơ qua muối thôi. Không mà mọi người luộc lên. Mọi người luộc khoảng cỡ tầm á hả 5-10 phút thôi. Và mọi người hả, ướp vô cái thau đá. Ăn nó giòn, nó ngon chứ. Quay đi quay lại. Còn mấy ngày nữa Tết rồi mọi người. Bữa nó Huyền đã hả dẫn mọi người cùng đi sắm Tết với Huyền nha. Em mời cô chú anh chị cùng đón xem với Huyền nha. Hôm nay em lại uống nước lọc tiếp mọi người. Những video của Huyền thì thường xuyên là nước lọc không à, chứ không có nước gì khác. Em nó quấn rồi. Mình đã uống miếng nước đôi nước đá vô. Nó đã. Chấm hai cái trứng vô nha mọi người. Nó đã. Nó béo tận nóc luôn mọi người. Gan thì nó béo béo. Ăn nó phê gì đâu á. Trong cuộc sống này đâu có gì cũng có thể vượt qua được. Nhưng mà đau, đói bụng là không bao giờ vượt qua được. Bởi vậy mình hãy cứ ăn nhiều vô, ăn khi còn có thể. Vậy á là em đi được một nửa chặng đường tìm giờ rồi đó mọi người. Hôm nay em được ngàn gửi rồi. Và em xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã yêu thương em và ủng hộ em để cho đến ngày hôm nay á em được đến cái thành quả như ngày hôm nay. Và em xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Ăn nó đã phê vậy quá mọi người. Hòa quyện mọi hương vị với nhau luôn. Ăn bánh ướt rồi nè. Mình ăn á hả, càng ăn nó càng ghiền á mọi người. Ăn cảm thấy nó đã. Gì con? Con em lên xin ăn. Cùng với lòng gà vô nha mọi người. Ăn cho nó đã nha. Cùng với lại nước mắm nè. Bỏ vô. Ăn cho nó phê. Nó ngon mọi người không? Để nước chấm lên cho mọi người dễ coi nha. Em ăn bớt rồi. Để lên cho mọi người dễ nhìn. Chấm luôn. Hôm nay em làm mâm này á, có mình em ăn thôi đó mọi người. Chứ trong nhà em là không có ai thích ăn không món này hết trơn. Từ bốn con chó cho tới mấy đứa bạn phòng em.
nó giòn giòn tươi mát, mình cảm giác á là hả nó tươi mát ở trong miệng của mình, nó phê béo ngon á. Vô trường á thì nó hả mềm mềm tan tan béo béo, ăn nó hết lắm mọi người. Ăn chơi chơi vậy á chứ mà Huyền ăn được 3 tô đó mọi người. Ăn này nó cũng mau no, để nó là bột gạo á, nó pha chung với bột năng nó mau no. Chùa thì nó giòn giòn béo béo, cùng cái mè gà nó giòn giòn ăn kích thích lắm. Vậy ăn cũng no người. Dạ Huyền xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video của Huyền. Nếu mọi người có yêu thương Huyền, mọi người hãy cho Huyền xin một nút đăng ký, một nút like và một nút chia sẻ trong video. Nếu Huyền có chỗ nào chưa hoàn chỉnh, mọi người hãy comment ở bên dưới để Huyền có thể chỉnh sửa được nha mọi người. Dạ Huyền xin chào tạm biệt mọi người, hẹn mọi người vào cái phòng ngày mai. Xin chào tạm biệt.